Liên Hợp Quốc yêu cầu Nga rút khỏi nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu tại Ukraine. Ngày 11 tháng 7, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã yêu cầu Nga rút khẩn cấp quân đội và các nhân sự không được phép khác khỏi nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia của Ukraine và trả lại nhà máy này cho chính quyền Ukraine kiểm soát. Đại hội đồng gồm 193 thành viên đã thông qua nghị quyết với 99 phiếu thuận, 9 phiếu chống và 60 phiếu trắng. Nhà máy Zaporizhia, nhà máy lớn nhất châu Âu đã bị Nga chiếm giữ ngay sau khi tiến hành cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Nhà máy này đã đóng cửa nhưng cần nguồn điện bên ngoài để giữ cho vật liệu hạt nhân mát và ngăn chặn sự cố tan chảy. Phát biểu trước cuộc bỏ phiếu, Đại sứ Ukraine tại Liên Hợp Quốc Sigi Kilicia đã kêu gọi các nước bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết này. Chúng ta nợ điều này với các thế hệ tương lai. Chúng ta phải đảm bảo rằng những nỗi kinh hoàng của thảm họa hạt nhân sẽ không lặp lại. Trong suốt cuộc chiến, Ukraine và Nga đã cáo buộc lẫn nhau về việc pháo kích nhà máy và phá đường dây điện. Ukraine đã bác bỏ cáo buộc của Nga và nói rằng họ không tấn công các cơ sở hạt nhân. Nghị quyết của Liên Hợp Quốc kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các cuộc tấn công của Liên bang Nga và cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của Ukraine, làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn hoặc sự cố hạt nhân tại tất cả các cơ sở hạt nhân của Ukraine. Phó Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky phát biểu trước Đại hội đồng trước cuộc bỏ phiếu rằng mục đích của nghị quyết là cố gắng thúc đẩy câu chuyện sai lệch của phương Tây về nguồn gốc của các mối đe dọa đối với cơ sở hạt nhân ở Ukraine. Hôm nay, ngay trước mắt các bạn, một dự thảo nghị quyết với tiêu đề khiêu khích, an toàn và an ninh của các cơ sở hạt nhân Ukraine bao gồm nhà máy điện Zaporizhia đang được thúc đẩy thông qua Đại hội đồng. Đằng sau về bề ngoài này, mục tiêu chính của nó là xác nhận kết quả của cuộc họp tại giải áp với sự chấp thuận của Đại hội đồng và cố gắng thúc đẩy câu chuyện sai lệch của phương Tây về nguồn gốc của các mối đe dọa đối với cơ sở hạt nhân tại Ukraine. Ông đã nêu ra tại hội đồng những gì ông cho là mảnh vỡ của một chiếc máy bay không người lái của Ukraine được sử dụng để tấn công nhà máy điện Zaporizhia vào ngày 7 tháng 4 ukraine đã phủ nhận việc họ đứng sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái mà polyansky nhắc đến Ngoài ra, Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi đã xây dựng 7 trụ cột an toàn hạt nhân cũng như 5 nguyên tắc đảm bảo an toàn cho nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia mà ông đã trình lên Hội đồng Bảo an. Và một trong những nguyên tắc này là bất kỳ cuộc tấn công nào vào nhà máy đều không thể chấp nhận được, nhưng thường xuyên đã bị Ukraine vi phạm. Như các chuyên gia của cơ quan này đang có mặt tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia với sự đồng ý của Nga có thể xác minh. Có rất nhiều bằng chứng về điều này. Ngay bây giờ, tôi đang cầm trên tay một chiếc UAV hạt nhân đã tấn công vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia vào ngày 7 tháng 4 năm nay. Nga đã bị cô lập về mặt ngoại giao nhiều lần trong năm đầu tiên của cuộc chiến, khi gần 3 phần tư đại hội đồng liên tục bỏ phiếu lên án cuộc xâm lược Ukraine của Moscow và yêu cầu nước này rút quân. Nghị quyết được thông qua vào ngày 11 tháng 7 một lần nữa yêu cầu Nga ngay lập tức chấm dứt hành vi xâm lược Ukraine và rút toàn bộ lực lượng quân vô điều kiện. Đại hội đồng là trọng tâm hành động của Liên hợp quốc đối với Ukraine vì Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên đã bị tê liệt do Nga, quốc gia nắm giữ quyền phủ quyết cùng với Hoa Kỳ, Trung Quốc, Pháp và Anh. Thay vào đó, Hội đồng Bảo an đã tổ chức hàng chục cuộc họp về Ukraine